Good morning everyone. Có một cái câu hỏi mà mình hay thường gặp, đó chính là cái sự phân biệt giữa cái từ each và very, và từ very với lại từ all. Thì cách dùng của những từ này như thế nào? Thì đầu tiên là cái từ each và từ very. Thì thông thường đó, thì hai cái từ này đó nó có nghĩa cùng với nhau nha các bạn. Nó tức là nó có nghĩa giống nhau. Ví dụ như mình nói là each student has a book hay là every student has a book, thì cả hai câu này đều có nghĩa rằng là mỗi một người có một cuốn sách các bạn. Nhưng mà thỉnh thoảng đó thì cái từ each và từ very đó nó lại có nghĩa khác nhau. Thì từ each nó có nghĩa là những cái thứ riêng biệt hay là những cái người riêng biệt, tức là từng thứ riêng biệt hay là từng người riêng biệt. Ví dụ they tried each color on the painting, thì ở đây cái câu này có nghĩa rằng là những cái người này đó là họ thử từng màu khác nhau lên trên cái bức tranh đó nha các bạn. Còn cái từ all đó thì thỉnh thoảng nó lại có nghĩa là có nghĩa là tất cả mọi người hay là tất cả mọi thứ trong cùng một nhóm nha các bạn. Ví dụ every room in this hotel has a big bed, thì cái câu này có nghĩa rằng là tất cả các cái phòng ở trong hotel này đều giống nhau, tức là đều có một cái giường lớn. Thì đó là cái ý nghĩa của từ each và từ very. Còn cái cách dùng đó thì cái từ each và từ very là chúng ta dùng với lại một danh từ đếm được ở số ít nha các bạn. Và do vậy mà động từ chúng ta chia theo cũng đều là ở số ít nha. Ví dụ each house has a living room hay là every house has a living room. Thì cái từ house đây là danh từ đếm được ở số ít nha các bạn. Và do vậy động từ chúng ta chỉ chia là has. Ngoài ra đó, nếu mà chúng ta dùng với lại các cái danh từ đếm được thì thường là có ở phía sau. Thì cái chỗ này đó, cái từ every chúng ta không dùng được nha các bạn, mà chúng ta phải dùng từ each. Chứ có nghĩa là each cộng với of rồi cộng với là một danh từ hoặc là một đại từ. Ví dụ each of the students has a book, thì cái chỗ này đó chúng ta không có dùng từ very được nha các bạn. Cái cặp từ thứ hai là cái từ very và từ all. Thì thông thường thì cả hai đó đều có cùng một nghĩa, có nghĩa rằng là tất cả ha? Tức là tất cả mọi thứ hay là tất cả mọi người. Every house has a garden, hoặc là all houses have a garden. Chúng ta để ý nha các bạn, cái từ all khi các bạn dùng với lại một cái danh từ đếm được ở số nhiều thì động từ luôn luôn chia số nhiều. Nhưng mà nếu mà nói về thời gian đó, thì từ each và từ all nó có nghĩa khác nhau nha các bạn. Ví dụ I go to supermarket every week, có nghĩa rằng là ý nói ở đây là mình every week ở đây là nói một cái sự đều đặn, có nghĩa là mỗi tuần mình đi lần. Các bạn, I spend all week tidying my house, thì ở đây từ all week ở đây đó, nó có nghĩa là mình dùng hết cả một cái tuần nên các bạn để mình dọn dẹp cái nhà đó nào. Các bạn nhìn vô cái bài luyện tập phía sau. Number one, cái từ groups ở đây nó là một cái số nhiều nha các bạn, và do vậy chúng ta không có thể dùng cái từ very được, mà do vậy chúng ta phải dùng từ both. Các bạn nhìn vô câu số 2, chúng ta thấy cái từ buildings ở đây nó là số nhiều, và do vậy mà chúng ta không có dùng từ each được, chúng ta phải dùng từ là both. Bởi vì chữ each hay là very đó thì nó dùng với lại danh từ đếm được ở số ít, và động từ cũng phải chia ở số ít. Các bạn nhìn câu số 3 ha, từ every nó không đi với từ of, mà từ each mới đi với từ of. Và do vậy mà cái chỗ này đó chúng ta phải chọn từ là either. Các bạn nhìn câu số 4 ha, ở đây đó all of them hay là both of them đều được ha các bạn, nhưng mà chúng ta phải để ý ở đây cái ý nghĩa của nó. Ở đây chúng ta chỉ có hai tòa nhà thôi, và do vậy mà chúng ta phải dùng từ both. Còn từ all là chúng ta dùng cho từ ba cái trở lên. Các bạn nhìn câu số 5 ha, chúng ta có cái từ bedroom là một cái danh từ đếm được mở số ít, và do vậy ở đây chúng ta phải dùng từ every, tại vì từ all nó dùng với lại một danh từ đếm được mở số nhiều nha các bạn. Các bạn nhìn câu số 6 ha, thì từ every nó không đi với từ of, mà từ each mới đi với từ of. Và do vậy chỗ này chúng ta phải dùng là từ all of them. Có những câu số 7, chúng ta có cái từ room là một cái danh từ đếm được mở số ít, và do vậy chúng ta phải dùng từ each. Có những câu số 8 ha, ở đây đó có hai từ là every year và all year. Every year là nói đến một cái sự đều đặn, còn all year là mình nói đến cả năm. Vậy thì đó,
Ở đây chúng ta thấy là cái từ decoration is different in every year nha các bạn. Tức là ý nói là cứ mỗi năm là họ thay đổi lần. Các bạn nhìn câu số 9 nè. Ở chúng ta thấy ở đây có cái từ guess là một cái danh từ đếm được ở số nhiều. Và ở đây là chúng ta không muốn nói đến hai người nha các bạn, mà chúng ta nói đến là nhiều nhiều hơn. Vậy thì chỗ này chúng ta phải dùng là own nha các bạn. Để các bạn nhìn câu cuối cùng. Ở đây chúng ta có cái từ both day và all day. Chúng ta phải chọn từ all day nha các bạn, có nghĩa là cả ngày nha các bạn, tức là suốt cả ngày. Còn từ both chúng ta phải dùng với lại một cái danh từ đếm được mà số nhiều. Thì đó là cái cách chúng ta sử dụng giữa từ each, từ very và từ all ở trong cái nhiệt độ B1 này. Và nếu như các bạn chưa xem những cái video của mình về cách sử dụng của các từ both, neither, either, all và none, mình sẽ để cái link bên dưới để cho các bạn theo dõi. Thanks for watching.